Đây là căn bệnh như thế nào ạ? Bệnh lý tăng sinh lành tính của tuyến tiền liệt ấy, thì nó là một cái bệnh lý được ưu ái dành riêng cho ông nam giới. Tuyến tiền liệt nó là một cái tuyến khá là nhỏ, nó nằm ở giữa cái vị trí từ nơi tiếp giáp giữa bàng quang và niệu đạo, và nó chiếm giữ cái cổ bàng quang. Đấy, khi mà bắt đầu cái tuyến ngày càng to thì nó bóp chẹt cái cổ bàng quang lại, cũng như nó gây ra cái hiện tượng kích thích cái bàng quang, và vì vậy như là những cái triệu chứng như là tiểu nhiều lần này, tiểu đêm này, nhiều khi là tiểu gấp, có thể xóm tiểu ấy, mỗi lần đi tiểu thì lại tiểu rất khó. Ở trong những cái trường hợp nặng hơn ấy, thì họ còn có thể gì ạ, bí tiểu. Chuyên gia có cái lời khuyên nào cho người bệnh lớn tuổi trong việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt, làm sao cho an toàn và hiệu quả hay không ạ? Với chúng tôi thì chúng tôi thường khuyên bệnh nhân có mấy điểm. Thứ nhất là sử dụng một cái chế độ dinh dưỡng phù hợp và hợp lý. Thứ hai là giúp bệnh nhân một cái phác đồ liên quan đến tập luyện, cũng như là khuyên bệnh nhân nên có một cái lộ trình trong cái việc viết cái nhật ký đi tiểu. Bên cạnh đó thì tùy theo tình trạng từng bệnh nhân mà chúng tôi có thể hướng dẫn bệnh nhân sử dụng các loại thuốc, hoặc là ở một số trường hợp thì phải sử dụng đến cả những cái giải pháp ngoại khoa. Thế nhưng mà trong những cái năm gần đây thì chúng tôi thường khuyên bệnh nhân là gì ạ, sử dụng các cái loại thảo dược cho cái quá trình điều trị cũng như là hỗ trợ điều trị của tăng sinh lành tính của tuyến tiền liệt. Như vậy thì những cái loại thảo dược nào nên sử dụng cho bệnh phì đại tuyến tiền liệt, xin chuyên gia chia sẻ cụ thể hơn được không ạ? Để có thể nói rõ hơn với quý vị khán giả thì sau đây thì chúng tôi sẽ minh họa bằng một số cái hình ảnh. Vâng, xin mời chuyên gia. Thảo dược hàng đầu mà người ta hay nói đến trong cái quá trình điều trị của tăng sinh lành tính của tuyến tiền liệt chính là cái cây náng hoa trắng. Thì nó có tác dụng làm giảm kích thước tuyến tiền liệt lên tới 35,4%, cao hơn so với một số cái loại tân dược chỉ đạt tới hiệu quả lên 26%. Bên cạnh đó thì còn có ngải nhật. Ở trong ngải nhật thì có một cái thành phần rất quan trọng là artemisinin, vừa có cái tác dụng làm giảm kích thước tuyến, đồng thời làm giảm yếu tố nguy cơ dẫn tới ung thư của cái tuyến tiền liệt này. Một cái loại thảo dược nữa đó chính là lá cây hoa ban, với cái thành phần bên trong nó là beta-sitosterol, làm giảm yếu tố nguy cơ có thể hình thành ung thư của cái tuyến tiền liệt. Việc kết hợp giữa náng hoa trắng, ngải nhật và lá cây hoa ban cũng như một số cái thảo dược khác như là rau tàu bay, hải trung kim, xài hồ nam, đơn kim và ngũ sắc thì cho một cái hiệu quả rất là tốt. Thứ nhất, làm giảm cái kích thước tuyến tiền liệt. Thứ hai là giảm tất cả những cái triệu chứng, giảm các cái yếu tố nguy cơ liên quan đến cái ung thư của tuyến tiền liệt. Đặc biệt là gì ạ, tháng 4 vừa rồi thì giải pháp này đã được gọi là vinh danh tại diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam ASEAN tại Singapore và nhận cái giải thưởng về tiêu chuẩn chất lượng năm 2024. Như vậy là giải thưởng này đã 2 năm liên tiếp được trao cho cái bộ giải pháp này, và vì vậy các bệnh nhân của chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng giải pháp này. Với từ ngõ tri ân lớn mừng Vương Bảo 2 năm liền đạt giải thưởng chất lượng ASEAN, tặng miễn phí 30 phần quà may mắn là một hộp Vương Bảo 20 viên cho 30 người gọi sớm về tổng đài 1800 1258. Gọi ngay thôi, thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Theo các chuyên gia y tế, những người bệnh lớn tuổi mắc phì đại tuyến tiền liệt nên ưu tiên việc điều trị nội khoa kết hợp với các giải pháp không dùng thuốc như cải thiện lối sống, chế độ ăn uống và tập luyện, hạn chế uống nước vào buổi chiều tối để tránh tiểu đêm ảnh hưởng đến giấc ngủ, vận động thể dục thể thao phù hợp với cơ thể. Kiên trì sử dụng giải pháp từ thảo dược thiên nhiên đã được nghiên cứu chứng minh tác dụng thực sự để đem lại hiệu quả bền vững, an toàn. Và nếu như quý vị và các bạn còn gì thắc mắc, hãy gọi về tổng đài hoàn toàn miễn cước của chúng tôi 1800 1258 để được tư vấn miễn phí nhé. Và 30 khán giả gọi điện sớm nhất sẽ nhận được những phần quà từ chương trình. Một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Nguyễn Thế Lương. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào chương trình Mỗi Ngày Một Niềm Vui kỳ sau. Xin chào. Đến tối luôn. Trong vở kịch thì mình sẽ đóng bố của Thái Hương. Không dễ gì mà bước chân vào gia đình của tôi đâu, bố nhỉ. Vở diễn đang được các nghệ sĩ nhắc tới mang tên Điệp Khúc Mùa Đốt vừa chính thức ra mắt công chúng vào tối qua tại rạp Cẩm Nhận, Hà Nội. Vở diễn có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ đồng cùng như nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng, nghệ sĩ ưu tú Ngọc Quỳnh và nhiều tên tuổi khác. Còn cái ghế bố ngồi bây giờ
Làm vô ngồi ở đây ạ. À? Năm 2015, trong hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc thì vở Điệp Khúc Kịch Nói chuyên nghiệp toàn quốc. Thế thì năm nay chúng tôi dựng lại để cho các cái thế hệ trẻ, những cái thế hệ tiếp theo của nhà hát lại tiếp tục được sáng tạo, được làm việc với một cái tác phẩm rất nổi tiếng. Thông qua vở diễn này nó cũng như là một cái thông điệp để nói rằng nếu mà chúng ta thiếu bản lĩnh, chúng ta thiếu sự rèn luyện, chúng ta thiếu những cái điều tốt đẹp ở trong con người, mà những cái điều gian dối, những cái điều không tốt, nó như những cái con virus thì nó sẽ trỗi dậy những cái mầm của cái sự xấu xa và những cái điều không tốt đẹp ấy. Điệp Khúc Virus do nhà văn Xuân Đức viết kịch bản, vở kịch đi sâu hơn vào những góc ẩn khuất sâu trong con người và xã hội hiện đại, kêu gọi tinh thần cảnh giác trước những biểu hiện thoái hóa biến chất, mà còn là lời cảnh tỉnh đối với những ai đã sa chân vào vũng lầy danh lợi với những tính toán phi pháp và sự hàm hố hữu vinh. Những túp lều đơn sơ tưởng như những gì còn sót lại của một tộc người từ xa xưa trong lịch sử, chỉ có một chút sự hiện diện ít ỏi những đồ dùng của thế giới hiện đại. Song đó là những gì mà những con người ở đây hướng tới. Với họ, sự thoải mái không nhất thiết phải đi kèm với tiện nghi. Tôi đã từng rất hoài nghi, làm sao có thể sống như thế này. Nhưng rồi tôi nhận ra rằng những sự đầy đủ vật chất không thực sự mang lại cảm giác thoải mái mà tôi muốn. Ở đây, tôi cảm thấy được gần với thiên nhiên, gần với động vật, và con người cũng gần với nhau hơn. Nếu bạn cảm thấy căng thẳng, muốn tạm lánh khỏi những ồn ào xô bồ của xã hội hiện đại, thì trở về bên những túp lều tại khu rừng Sahana này có thể là một sự lựa chọn. Tại đây thì không chỉ đưa bạn trở về với một cuộc sống thực sự hòa mình và với thiên nhiên, mà còn theo đuổi những giá trị độc đáo nhưng mà không với tiền bạc, hay xa lánh tất cả các cuộc gánh đuổi. Người nấu bếp dọn rửa, nhu cầu tối thiểu khiến vật chất không còn quá quan trọng ở nơi đây. Chúng tôi muốn tạo ra một cộng đồng mà con người thân ái hơn với nhau. Ai cũng có thể đến đây ở bất cứ lúc nào, không phải tốn tiền bạc gì cả. Chúng tôi chia sẻ đồ ăn với nhau. Tại đây chúng tôi cũng không bao giờ đua tranh, ngay cả trong trò chơi. Không có người thắng, người thua. Chúng tôi sống hòa đồng với nhau. Cộng đồng tại Sahana không hoàn toàn sống biệt lập với thế giới bên ngoài, chỉ là chọn cho mình một lối sống riêng. Điện được tự cung tự cấp bởi những tấm pin năng lượng mặt trời, hoặc những khi không có ánh nắng cũng có thể chạy bằng sức người như thế này. Mô hình sống tại khu rừng Sahana này thời gian qua cũng được các tình nguyện viên tại đây tiếp tục nhân rộng tại một số quốc gia khác nữa như Haiti, Namibia hay Kenya. Họ cho rằng sự phát triển của mô hình này tại các quốc gia khác nữa chính là lời khẳng định mô hình sống tại khu rừng Sahana này thực sự có thể tìm thấy cho mình được một chỗ đứng trong các xã hội hiện đại. Anh Phương, phóng viên truyền hình Việt Nam từ Auroville, Ấn Độ. Trời đôi thay.